Em chào tất cả anh chị em. Hôm nay em lên anh chị em mấy con quần nữa nha. Hôm rồi thì tức là đây là những con còn lại duy nhất nữa thôi. Hôm kia em lên con này mới 98% thì anh em chốt rồi. Thực sự con này cũng rất là mới. Nói chung là 98 chỉ có một cái vết dơ. Nó nhỏ nhỏ đâu rồi. Em bớt cho anh em 200 mà đang còn lại thôi. Còn con này cũng mới kẹn kèn kèn, hai con là pilot của hải quân ấy. Đấy, con này chất vải kaki, con này chất vải ni lông. Cái con này này thì hôm cách đây mấy năm á, em có một con G8. Em phối hợp anh em có tin để em sẽ đưa cái tấm hình đó lên. Tức là con áo của con G8 em bẩn với cái quần của thằng pilot này. Nó trùng màu luôn. Nhìn nó giống y chang nhau. Nhưng mà cái chất liệu của thằng G8 nó mềm mại. Còn con này nó hơi cứng cứng một chút. Có nghĩa là nó dày hơn. Ở trong quần có lớp nỉ nha. Đấy là em gợi ý. Nếu anh em nào có một con G8 thì mua cái quần này về để ghép thành một bộ. Tuy là hai thằng khác nhau á. Còn con bên này là con hải quân. Thì nó ở trong cũng là màu đông, có lớp nỉ, bụng của nó là 80, 82, dài 104, 106. Mới kẹn càng càng luôn anh em. Con kia thì cũng mới kẹn nhưng mà bị dính một chút dơ, em sẽ bớt. Con này thì em bán là 3 triệu rưỡi, mã 779. Cho anh em xem này. Nó là xài bằng dây kéo. Có một con duy nhất nữa thôi nha. Bữa hôm em lấy là mấy chục cái. Là anh em mua hết rồi đó. Có những cái bị lỗi, những cái nó kia thì bán bớt giá. Còn một con này duy nhất nữa thôi. Small này. Đó, đời của nó là đời 78 nha anh em. Em nhìn thấy không? Đấy, mũi kẹn kèn kèn luôn. Ở trong là một lớp nỉ ấm này. Lớp này cực ấm luôn. Tuyệt đẹp nha. Thực sự nói về đồ đẹp, khỏi phải lăn tăn luôn. Đẹp tuyệt vời. Tuyệt vời ông mặt trời. Núc là núc dẹp nha anh em. Đẹp không? Khủng hình luôn á. Mùa đông mà có con này anh em bẩn với áo M65 cũng được. Không? Phối hợp với thằng M65 vì chất vải của nó không? Dày giống như cái thằng M65. Quan trọng nó trùng màu không thôi. Để em lượm một con áo M65 em để vào anh em xem nha. Quần pilot mà bẩn với áo M65 này. Quan trọng nó có trùng đời cùng. Đây là một con M65 nha. Đấy, anh em nhìn thấy có duyệt được không? Quần hơi đậm hơn một chút vì con áo này độ mới không có cao. Con này em bán có 6 triệu mà độ mới của con M65 là phải mười mấy triệu. Thì khi anh em đặt một con áo M65 mới đặt lên là con này vừa định đồi luôn. M65 hoặc M51 nhá. Anh em cứ thể phối hợp vào mùa đông, phải không anh em? Em coi có con nào mới cao nữa không nè. Em bữa nay là nói chung là chảy hàng rồi, hết hàng rồi. Thế anh em tự ghép đi nhá. Đấy là mình cứ không có cái gì mình xào cái đấy. Rồi em qua cái con hải quân này này. Hải quân này thông thường ở nước ngoài á, nước Mỹ á, là nó đi tuyết. Thì mình không có tuyết để đi. Nhưng mà nó không phải là đi mưa. Đi mưa mà mưa to là nó sẽ ướt. Cho nên nó đi mưa nhỏ thôi. Con này này. Đi mưa nhỏ ok nhá. Đẹp. Không biết nó có một cái vết dơ nằm ở đâu mà giờ em tìm không ra. Em sờ này. Màu xanh của nó thủy quân lục chiến. Nó xanh két á. Nó kêu là khoạc á. Đẹp lắm. Nhìn nó như kiểu là lụa, gấm lụa. Nó kêu lọt quạt ấy. Coi đằng sau mông à. Đây. Nó chỉ có cái vết này đây. Em quay đứng xa anh em dòm này. Đây là sau mông nha. Sau mông con này thì bụng 86. Căng hết cỡ là 88. Dài quần 106. Anh em nhìn thấy vết dơ không? Đây nè, em phóng lại gần cho nè. Đó, một vết bực này. Vết này như kiểu bút lông thì em nghĩ cái này dễ ra mà. Anh em về bỏ cái... Đây một vết này.
trên này có một vết nhỏ nhỏ nữa này. Em nghĩ là cái thông thường em hay bỏ mực á, là đưa cái nước mà mình hay diệt khuẩn COVID đây. Em diệt khuẩn COVID đây, mực này. Không. Diệt khuẩn COVID mình đưa mình sủ mình bỏ vào trong cái diện tích nhỏ thôi. Tức là anh em phải núng cái này lại này. Anh em bỏ vào trong một cái chén hoặc cái chậu nước nhỏ nhỏ, đổ cái nước cồn không đồn cồn mà cái chai mà diệt khuẩn nó vào, xong nhúng một cái diện tích nhỏ này của nó, chứ đừng có chơi nguyên cả cục là nó lan, nó bốc bốc hơi mà. Cái cồn nó là nó bốc hơi cho nên nó sẽ ăn lan qua cái vùng khác. Thì mình chỉ nhúng diện tích chừng này thôi. Bỏ vào trong chén mình cứ miết qua miết lại cho nó nhả ra, xong đổ cái nước nó ra màu trong nước, đổ ra rồi lại bỏ tiếp. Làm khi nào cho nó ra hết rồi, nó rất là dễ ra. Chỉ cần ngâm một phát là nó đưa mực ra liền à. Rất là dễ mà. Con này cái con hôm qua mới kẻng thì em bán là 4 triệu. Mất tiêu rồi. Còn con này em bán bớt 100 nghìn về anh em tự xử lý là 3 triệu 9 mã 99. Anh em nào giỏi chốt con này nhá. Không còn nhầm gì hết. Đối với em con đấy không còn nhầm gì hết. Rồi. Tiếp một cái quần này là quần quần này là có bỏ mông đấy. Quần này là màu xanh xanh ngọc. Xanh này xanh ngọc, xanh xám. Xanh xám phải xanh ngọc. Dây kéo đồng nhá anh em. Kéo đồng nhá. Con này của hãng Bopper. Mới kẹn luôn. 6 cái hộp. Dòng này thì không có bỏ mông. Mới kẹn nha, chất vải của nó là vải kaki. Nó dòng giống như của cảnh sát á, nhưng mà không có bỏ mông. Của hãng Bopper, hàng của Mỹ nha nhé. Cho mẹ con đi học về. Rồi, mình theo con. Con này là bụng tâm 8. Cho mẹ con đi học về. Giãn ra hết cỡ là 92. Dài quần là 106. Em bán con này là 900 ngàn. Mã 3 con số 9. 999. Mới kẹn kèn nha. Ai chốt thì chốt giùm em đi. Ba cái. Em còn còn hai cái nữa, đi đâu rồi ta? Còn hai cái nữa. Em để đâu rồi ta? Chờ em chút nữa. Đây. Đây một con quần M51 này. Một cái. Tiếp một cái quần quần màu xanh xanh kia luôn. Nó là màu ô liu thì nó như thế này, mà màu xanh xanh này nó như vậy nhé. Đấy, tiếp con thứ hai này của hãng Copper luôn, chất vải kaki, nhưng mà con này nghe có vẻ là nó thua đồ mới con kia ấy. Con kia là mới kẹn kèn kèn, con này là thì không mới bằng. Anh em nhìn thấy ở mấy cái góc này này, mấy cái góc này nó hơi bạc, nó có bị sơn ấy. Đấy. Mình dòm lại nha. Chưa. Em nhìn thấy mấy cái viền này nó có viền vệt trắng trắng chưa? Nhưng mà cái thằng này thì không hề có này. Không. Thằng này mới kẹn luôn. Không. Thằng này đều màu mới. Con này bị này. Nói chung con này độ mới không có cao bằng. Nó tầm được 90 96, 97, 96%. Con kia mới kít kít kít, mới mà chưa sử dụng luôn, nó mới cỡ đó đấy. Rồi con này của hãng Popper, hàng của Mỹ nha. Đấy, hàng của Mỹ nha. Ở bên cái cặp lưng của nó là có dây chun nha anh em, có dây lưng ở bên này này, cho nên là cái size của mình bận rất là đỉnh, rất là đỉnh nha. Cái size mình là nó có độ đàn hồi. Ai mà chốt chốt con này này. Thực sự em nói con này nó mới mới kén luôn. Mới không tì vết. Cái độ mới phải nói là cái đường chỉ thậm tệ cái chỉ này. Anh em nhìn cái chỉ này. Chỉ nó còn bóng, chưa có một vết gì bấm vào. Còn thằng này này,
không? Tức là vết này đã có vết dính đất rồi. Cái này là chưa có vết ăn đất. Rồi, bớt anh em, con này rẻ hơn một chút. Con này bụng của nó là 90, căng hết cỡ là 94. Ai chốt con này thì em bán 800.000, mã 3 con số 5. Dài 106 nha anh em. Hai con dài bằng nhau. Ai chốt chốt giùm em nha, vải cơ kia còn một cái quần M51 nữa này. Nay hôm qua em sorry anh em nha, bên em người Công giáo cho nên là ngày lễ cho các linh hồn những người đã qua đời, cho nên em phải lo làm ăn nhưng mà cũng phải lo đi chăm sóc ông bà cha mẹ đã từng sinh dưỡng ra mình nhé. Cho nên tối hồi tối em không có like được, tối nay em mới bắt đầu. Wow. Đây là một con M51 nha anh em, nút màu nâu. Tao review nha. Chất vải ngang và lì vải này. Vải ngang và lì vải nha. Lưu ý giùm em là tất cả nó của Mỹ đều có chít gối nha. Có những dòng lính nó không có chít gối thôi. Ở đây thì nó có một chút dơ nhẹ nhẹ này. Dơ nhẹ nhẹ. Con này xuống màu rồi á, nút màu nâu nha anh em. M51 thì phải có cái mang này này. Nhưng mà cái phần này nó cũng quát rồi đó. Quát có nghĩa là anh em thấy mấy cái quần bò, cái quần bò nó quát quát để cho cái quần nó có đường viền cho nó đẹp. Nhưng mà này là do mình bận rồi cho nên nó quát, không phải là mình tạo quát. Dây kéo đuôi cá này. Con này thì nó mất một cái nút ở đây. Thì nút đây thì anh em đưa cái nút ngoài này đưa vào. Hoặc là anh em có nút dự phòng ở trong này này. Nút ở bên trong này là nó có tác dụng để anh em cài lên một cái lót, lót của quần M65 hoặc M51 nha. Nhưng mà bây giờ anh em tìm một cái lót quần cũng hơi là khó. Rồi, mình qua thân bên này anh em. Thân bên này thì ở đây nó cũng bị dính dơ này. Đó, anh em nhìn thấy mấy vết dơ không? Đây là em quay gần nhá, còn quay xa xa tầm này. Ở dưới đất lên thì tầm 40 cm thì tầm này. Rồi, em quay ở đằng sau mông nhá. Sau mông. Anh em chờ em chút nha. Alo, em nghe Tám ơi. Nó dính áo luôn hả? Anh chắc kéo vội quá, nó nhíp cả vải hả? Anh nhíp vải, chúc em chỉ cho. Anh nhíp vải thì anh phải kéo lùi lại để cho nó nhả vải. Anh kéo tham quá, vội quá, nó nhíp vải vào trong. để chúc anh chụp qua em coi cái. Chụp qua em coi cái anh nhíp vải làm sao em biết được nhíp sao. Nha, rồi ta kéo từ từ thôi. Chụp qua em coi cái. Dạ. Rồi anh chụp qua đi, chụp qua em coi, em chỉ cho. Rồi cái này nha anh em, ở đây là có một bãi dơ. Dơ này thì dơ đất thôi. Thấy không? Em khẩy khẩy là nó ra rồi này. Anh em giặt cái là nó ra hả? Con này là bụng 90. 90 đến 92, cái dòng này có đai đôn ở bên cặp lưng nha. 90-92, dài quần 108. Nếu mà con quần này mà mới kẻng, mới 97-98 là em bán 4.500.000 nha bà con. Con này em bán 1.500.000, mã 33. 333, 3 con số 3.
Con này đổ mới thì được 93-94% rồi thôi. Không có nhiều nhưng mà nó rất là đều màu. Ngoài trừ anh em giặt cái mấy vết dơ đó là cái quần đẹp à. Mấy vết dơ này không ăn nhầm gì đâu. Đây có một vết nữa này. Chất vải rất là đều, không có bị trộm mòn, trộm mỏng, trộm dày, rất là đều nhé. Bạc cũng đều màu luôn. 1,5 triệu mã 333 nha em. Ba con số 3, bia 33. Rồi, em cảm ơn tất cả anh chị em ha. Em chào ạ.